Chào các bạn nha, chào anh chị em thể thao. Bây giờ là tiếp tục mở thùng hàng này. Hôm nay giờ về hàng mới các bạn, cho nên là mở hàng. Bây giờ cũng đang dịch nè, dịch rồi tùm lum, nhưng mà các bạn có tập luyện thì cũng có hàng, cũng có hàng bình thường nha bạn. Protein rồi reward cao. Các bạn có dùng reward cao ở nhà để tập luyện ở nhà chẳng hạn nè, có luôn. Bây giờ dịch phòng gym đóng cửa thì tập ở nhà quá trời, chạy bộ ngoài đường nữa. Sáng người ta đưa đứng lên, tưởng đâu là phải để đứng lên, nhưng mà giờ đi ngược lại rồi. Ok, đầu tiên là vitamin 50 viên này, cào thẻ cào này chính hãng của ai ta, này chính hãng của ai ta. Này chính hãng của ai cũng nhìn vậy cũng không biết phân biệt sao nữa. À đây, thực phẩm bổ sung. Mình coi thử cái hàng chính hãng là của ai nè. Công ty Nutri. Rồi công ty này chung với lại công ty cũng là công ty là cái hãng bodybuilding á của Việt Nam á. Rồi ok. Ok nha. Đây, các bạn xem kỹ nha. Rồi cái này thì nói chung là Formen Balance. Formen là cân bằng các dinh dưỡng, cân bằng cho nam giới nè. Cơ là tim rồi năng lượng, rồi hệ miễn dịch, mắt. Cái này multivitamin thì vitamin cái hàm lượng khá là cao. Đó. Này là nếu mà ai không dùng Lean Body thì uống này cũng được. Mỗi ngày 1 viên hả? Này bao nhiêu? Rồi mình sẽ làm video sau nha các bạn. Là video nói riêng về nó, nói thì nói về nó sau nha. Rồi để đây đi. Tiếp. Mấy cái này là mấy cái hũ Gluan nè. Gluan nè các bạn. Rất là mạnh nặng và rất là đẹp luôn, cái hộp rất là đẹp. Đây nè, cho bạn coi nha. Chính hãng luôn nha các bạn. Tem của Starlight. Tem này của vị này chocolate min, là chắc là chocolate bạc hà ở đây chứ gì trời. Rồi. Chocolate bạc hà. Ở đây là một muỗng 30 g, muỗng này 30 g các bạn. Rồi chocolate thì cái thành phần nó hơi nhiều hơn. Cái hộp nó rất là đẹp. Rồi, coi nhựa nè. Để gõ. Đó. Ở bên dưới nè, đó, thấy cái đích nó không? Hạn sử dụng của nó là bao nhiêu? 2023 nha các bạn, rất là xa. Rồi có sơ cái này đi, 6g BCA, 4g glutamine, 25g protein. Axit amin thiết yếu của nó là 48%. 48%, vậy thì 25g mà nhân 48% là 12g. 12g axit amin thiết yếu. Rồi, khá là tuyệt vời. Cái này là vị, nó có cái này nữa là vị mới của nó nè, sô-cô-la bạc hà. Rồi, để đây nha. Rồi,
30,8 gram. Cái này là chắc là sô cô la quá. Này là vị gì đây ta? Này là vị gì ta? Đây bạn thấy không? Đó, ok cho bạn thấy á. Này chất lượng Mỹ rồi. Vị để xem vị gì ta? Vị sô cô la bơ đậu phộng. Cái này thì cái mấy cái vị sô cô la này thì tỷ lệ ratio của nó không được tốt. 25 gram mà chia cho bao nhiêu thì cũng ta tăm mà đấy. Bảy mấy tăm mấy gì gần 80% mà ta. Khoảng khoảng đó. Này 30,4 gram cho một serving 25 gram thì lấy 25 mà chia cho 30, các bạn cứ lấy 25 chia 30 nha. Rồi để mình lấy máy tính bấm cho bạn coi nha. 25 chia 30. Rồi, cỡ chừng nhiêu đây phần trăm nè. 30 phẩy mấy gram. 30,5 gram đi. Thì là 81%. 82%. Rồi, mấy cái tỷ lệ phần trăm protein này của nó rất là ok. À, cái rua. Cái này là EA, EA của Ruan. Hộp rất là đẹp. Rất là đẹp luôn các bạn. Sao đẹp dữ trời. Nó làm cái đít này đít bị tét. Đít này không có đẹp nha. Đít này có cái răng không có bằng BVI rồi. Rồi nhựa cũng bình thường. Nhưng mà cái bao của nó đẹp, cái bao bì nó đẹp. Mấy gram axit amin, mấy gram 7,5 gram EAA, 5 gram BCA. Rồi không, 50 gram điện giải, nửa gram điện giải. Rồi bình thường, quá bình thường. Tiếp theo bạn. Tiếp theo là BBI. Trời, BBI cái nhựa nó rất là đã nha. BBI này là của ai đây ta? Bị kẹo. Rồi của Bodybuilding Low Nutri. Bị kẹo, cái đít rất là đẹp. BBI nó chuyển sang cái đít tròn hết rồi nè, không có cái rằn vậy luôn. Hàng gì nó xứng danh đó, nó CGMP nữa nè chứ gì. CGMP nè các bạn, vậy tính ra BBI này bây giờ phát triển quá trời. Tháng 9 2022 lắc này, mình lắc xin nhau, mình lắc Octavis Black siêu nhân. Black Octavis ngắn nhỏ. Cái này bình nhỏ, bình lùng. Bình lùng thì khoảng đâu đó 500ml các bạn, 500ml. Có omega 3. Omega 3 đây các bạn. Sử dụng của nó là sử dụng nó còn rất là xa, 2023 luôn. Đây. Lấy nét lại coi. Sao nó không lấy nét được ta? Đây, 2023. Rồi, mình sẽ làm những cái video này sau nha. Omega 3 để 3K2 90 viên. Là hãng của hãng Best Nutrition. Hãng nhập khẩu Best Nutrition nha các bạn, chính hãng hết nha các bạn. Rồi, chính hãng. Ruan sample. Cái này nó cái này nó hay ở chỗ gì nè. Nó tất cả nó đều cho vô tem luôn. Rồi cái vị này là vị gì mà tốt vô, vị chuối. Vị chuối cái tỷ lệ ra cho nó rất là tốt nha, 28 gram bột. Mà tới 25 gram protein rồi. 25 gram protein, có 1 gram carb rồi. Đây. Tất cả nó đều dán lên hết luôn. Không sợ hàng không chính hãng nha bạn, hàng này hàng chính hãng hết. Toàn bộ của hãng Nutrition, công ty Nutri. 1, 2, 3, này 4 vị chuối. Chuối. Mình có sample chuối nha, các bạn mua thì mình sẽ tặng. Này chuối luôn. Này là gì đây ta? Caramel.
caramel là cái gì không biết luôn. Nói chung mà chưa biết vị này, biết caramel nha. Caramel. Cái này là vị dâu. Đúng không ta? Dâu đúng không? Dâu kem gì nè. Chuối, dâu kem chuối. Sô-cô-la này mình cũng biết sô-cô-la gì nữa. Rồi. Thì dâu, sô-cô-la, à, dâu với lại caramel là hết rồi. Rồi, vậy thôi. Vậy bây giờ nếu cơ bản là như vậy nha các bạn. Rồi tối mình khi nó xong mình sẽ review từng hàng cho các bạn xem. Rồi kệ ra, cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và các bạn subscribe chỗ này. Và liên hệ, có gì liên hệ mình ở chỗ này. Rồi, cảm ơn các bạn.